xin tập thể lớp Anh 1 Kinh tế Quốc tế. Em xin được mang đến ban giám khảo và quý vị khán giả ca khúc Xin Chào Việt Nam. Có lẽ trong mỗi chúng ta thì đều quen thuộc với hình ảnh bình dị của con người Việt Nam. Những hình ảnh như là cụ già tụ tập dưỡng sinh buổi sáng, hay là người công nhân cần bẫn, người nông dân chất phác. Và các bạn hãy cùng chúng tôi một lần nữa gặp lại hình ảnh Việt Nam thân thương. Phan Lan Phúc, Xin Chào Việt Nam.